kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Hôm nay thứ sáu ngày 3 tháng 1, chương trình sẽ có những nội dung đáng chú ý sau. Thừa Thiên Huế phấn đấu đạt chỉ tiêu tổng sản phẩm trên địa bàn GDP tăng 7,5 đến 8% trong năm 2020. Cùng với sự nỗ lực của chính quyền địa phương thì người dân vẫn là chủ thể trong thực hiện và thu hưởng thành quả từ chương trình xây dựng nông thôn mới. Những ngày đầu năm mới 2020, ngư dân trên địa bàn huyện Phong Điền ra khơi liên tục đánh bắt được nhiều cá khoai và kỳ vọng về một năm đánh bắt hải sản thuận buồm xuôi gió. Thưa quý vị, tham dự và chủ trì hội nghị triển khai kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh và phát động phong trào thi đua năm 2020 được Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức vào ngày hôm qua, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lê Trường Lưu nhấn mạnh, tinh thần chung là phải chủ động, tích cực hơn, năng động sáng tạo hơn để đạt được những kết quả cao hơn năm 2019. Cùng dự và chủ trì hội nghị có Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phan Ngọc Thọ. Mục tiêu của tỉnh trong năm 2020 là tập trung triển khai có hiệu quả nghị quyết số 54 của Bộ Chính trị về xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc trung ương trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hóa Huế với đặc trưng văn hóa di sản, sức thải cảnh quan, thân thiện môi trường và thông minh. Đẩy mạnh mô hình tăng trưởng kinh tế theo chiều sâu trên cơ sở khai thác thế mạnh đặc thù của địa phương, ưu tiên phát triển các ngành du lịch, công nghiệp công nghệ thông tin, nông nghiệp sạch công nghệ cao, phát triển đô thị thông minh và bền vững, tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đổi mới sáng tạo, xây dựng chính quyền điện tử, phát triển kinh tế gắn với đảm bảo an sinh xã hội và bảo vệ môi trường, đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động hệ thống chính trị gắn với phòng chống tham nhũng lãng phí, tăng cường kỷ cương kỷ luật hành chính, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống. Theo đó, toàn tỉnh phấn đấu thực hiện một số chỉ tiêu đặt ra là tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP tăng 7,5 đến 8%, GRDP bình quân đầu người trên 2.150 đô la Mỹ một người, tổng vốn đầu tư toàn xã hội 27.000 tỷ đồng, số doanh nghiệp thành lập mới 750 đến 800 doanh nghiệp. Số dự án đăng ký mới 25 đến 30 dự án, thực hiện thu ngân sách nhà nước đạt 8.600 tỷ đồng, tăng 10 đến 12% so với ước thực hiện năm 2019. Trong năm 2020, có 4 chương trình trọng điểm thực hiện là chương trình phát triển đô thị, hạ tầng kỹ thuật theo hướng xây dựng Thừa Thiên Huế thành thành phố trực thuộc trung ương, chương trình trọng điểm phát triển du lịch dịch vụ, chương trình trọng điểm cải cách hành chính gắn với phát triển chính quyền điện tử, dịch vụ đô thị thông minh, chương trình trọng điểm di dời dân cư giải phóng mặt bằng khu vực 1 kinh thành Huế. Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu khẳng định năm 2020 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nên Ủy ban nhân dân tỉnh, chính quyền các địa phương và toàn hệ thống chính trị cần ra sức phấn đấu, khẩn trương đề ra và chủ động tích cực triển khai thực hiện các chương trình kế hoạch công tác với những cơ chế chính sách biện pháp mạnh mẽ, phù hợp với thực tế, có tính khả thi cao, đảm bảo hoàn thành thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ đề ra. Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, tinh thần chung là phải chủ động tích cực hơn, năng động sáng tạo hơn, đạt được kết quả cao hơn năm 2019. Tuyệt đối tránh biểu hiện tư duy nhiệm kỳ. Cả cấp ủy đảng, chính quyền, cả cấp cần quyết liệt triển khai thực hiện ngay từ ngày đầu, tháng đầu, trách nhiệm của từng người đứng đầu phải nỗ lực nhiều hơn. Trước mắt triển khai xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết số 54 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, xây dựng cơ chế chính sách đặc thù đối với tỉnh Thừa Thiên Huế. Kết luận tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phan Ngọc Thọ kêu gọi cả cấp các ngành kể thừa những kết quả quan trọng và toàn diện đã đạt được, phát huy mạnh mẽ tinh thần đổi mới, thành tựu tích cực trong công tác chỉ đạo điều hành từ đầu nhiệm kỳ. Với quyết tâm thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020. Về một số định hướng chỉ đạo điều hành năm 2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh cần quy trách nhiệm cho từng cá nhân trong thực hiện các chỉ tiêu theo nguyên tắc mỗi việc giao một người, mỗi người có thể có nhiều việc. Làm thế nào để có tăng trưởng tốt, thu nhập bình quân đầu người tăng cao, cùng với đó tăng cường kỷ luật kỷ cương và nâng cao hiệu lực hiệu quả chỉ đạo điều hành, đẩy mạnh phân cấp gắn với đề cao trách nhiệm và kiểm soát quyền lực, nhất là đối với người đứng đầu và có chế tài xử lý nghiêm các vi phạm. Dịp này, Ủy ban nhân dân tỉnh đã trao tặng bằng khen cho cả cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân tỉnh đạt thành tích cao trong công tác cải cách hành chính năm 2019. Sáng nay, dưới sự chủ trì của Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến đánh giá hoạt động báo cáo viên năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 và một số nội dung quan trọng khác.
Tại điểm cầu tỉnh Thừa Thiên Huế, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà chủ trì tham dự hội nghị. Thông tin nghị quyết 52 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, ông Cao Đức Phát, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương, làm rõ hơn những nội dung liên quan đến nội hàm cách mạng công nghiệp 4.0, tình hình và nguyên nhân, nhận định khái quát về cách mạng 4.0 và các chính sách của Việt Nam. Ông Cao Đức Phát cho biết, nhiều kết quả Việt Nam đã gặt hái được trong cuộc cách mạng lần thứ tư này, trong đó một số thành tựu nổi bật như phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông, kinh tế số được hình thành và phát triển nhanh, lĩnh vực công nghệ số cũng đang được áp dụng ở tất cả các ngành công nghiệp, nông nghiệp. Xuất hiện ngày càng nhiều các hình thức kinh doanh dịch vụ mới, xuyên quốc gia, tạo nhiều cơ hội việc làm, thu nhập, tiện ích. Mặc dù có những tranh luận liên quan đến cuộc cách mạng này, tuy nhiên xét về tổng thể, cuộc cách mạng là sự phát triển giúp nhân loại cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống. Bên cạnh những thành tựu, một số hạn chế nêu trong nghị quyết 52 cũng được Phó trưởng Ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương phân tích, làm rõ thêm. Một nội dung khác của hội nghị đó là tổng kết công tác tuyên truyền miền năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Trên 32 tỷ đồng là nguồn vốn đầu tư thực hiện các chương trình, chính sách, dự án góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh. Đánh giá tại hội nghị tổng kết công tác dân tộc, chính sách dân tộc năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020 được Ban Dân tộc tỉnh tổ chức vào sáng nay. Trong đó, chương trình Mục 35 đã đầu tư 19 công trình giao thông, 2 công trình thủy lợi, công trình nhà sinh hoạt cộng đồng, nước sinh hoạt, đập thủy lợi, giúp bà con thuận tiện hơn trong sinh hoạt và sản xuất. Tỷ lệ hộ nghèo, dân tộc thiểu số của huyện A Lưới là 18,5%, giảm 3% so với năm 2018. Huyện Nam Đông là 5,4%, giảm 2,4% so với năm 2018. 100% xã có điện lưới quốc gia, 100% xã có đường ô tô đến tầng trung tâm xã. Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào dân tộc thiểu số được thực hiện có hiệu quả với nhiều hình thức, đã góp phần nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi trong bà con đồng bào. Để thực hiện có hiệu quả công tác trong năm 2020, Ban Dân tộc tỉnh đề ra nhiều nhiệm vụ. Trọng tâm là triển khai có hiệu quả các chương trình, chính sách, dự án đầu tư, triển khai đề án tổng thể phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030, tiếp tục thực hiện kế hoạch giúp đỡ các xã nghèo có tỷ lệ hộ nghèo cao tại huyện A Lưới. Với việc chủ trọng đổi mới các hoạt động trưng bày triển lãm trong năm 2019, Bảo tàng Hồ Chí Minh Thừa Thiên Huế đã đón trên 120.000 lượt du khách đến tham quan. Năm 2019 là năm tiếp tục đánh dấu nhiều hoạt động hiệu quả của Bảo tàng Hồ Chí Minh Thừa Thiên Huế trên các mặt công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản Chủ tịch Hồ Chí Minh và phục vụ nhiệm vụ chính trị trên địa bàn tỉnh. Cụ thể, bảo tàng đã đón tiếp được hơn 120.200 lượt khách đến tham quan, trong đó có hơn 110.300 lượt khách Việt Nam và gần 9.000 lượt khách nước ngoài. Đơn vị đã tổ chức 3 triển lãm chuyên đề nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm, 6 đợt tuyên truyền lưu động và triển lãm lưu động, tiếp nhận 35 tư liệu hiện vật quý về thân thể sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, số hóa được 880 hình ảnh, tư liệu, tài liệu nghiên cứu, lập hồ chiếu cho 608 hiện vật. Nhiệm vụ trọng tâm năm 2020, Bảo tàng phấn đấu đón trên 125.000 lượt khách tham quan, phối hợp tổ chức 8 cuộc triển lãm tuyên truyền lưu động đến các địa phương, xây dựng nội dung và tổ chức 3 đến 5 cuộc thi tìm hiểu, khám phá tại các di tích, xây dựng 3 đề cương triển lãm, đóng góp tích cực vào thành tích của ngành văn hóa và thể thao Thừa Thiên Huế và toàn hệ thống lưu niệm Bảo tàng Hồ Chí Minh trên toàn quốc. Theo kết quả đánh giá xếp loại công tác cải cách hành chính của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh năm 2019 vừa được công bố, Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp tục là đơn vị dẫn đầu trong bảng xếp hạng 3 năm liên tiếp. Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh dẫn đầu bảng xếp hạng trong cả cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh với số điểm đánh giá là 84,98 điểm, đứng thứ 2 trong bảng xếp hạng thuộc về Thanh tra tỉnh với 84,81 điểm, Sở Công Thương xếp thứ 3 với 83,95 điểm. Đối với khối Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thì huyện Phú Lộc được xếp thứ nhất với 77,46 điểm, huyện Phú Vang xếp thứ hai với 76,67 điểm, huyện Nam Đông xếp thứ ba với 75,52 điểm. Thông qua việc đánh giá xếp loại công tác cải cách hành chính của các sở ban ngành cấp tỉnh, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố năm 2019 cho thấy các đơn vị đã coi trọng công tác chỉ đạo, điều hành nghiêm túc trong xây dựng các kế hoạch, kiểm tra, báo cáo thống kê nghiêm túc, có chất lượng về các nội dung cải cách hành chính. Tuy nhiên, năm 2019, số lượng cơ quan đơn vị đạt loại xuất sắc và tốt giảm so với năm 2018. Điều này cần tập trung khắc phục trong năm 2020 để hướng đến một nền hành chính hiện đại, thân thiện, hiệu quả, phục vụ tốt cho người dân và doanh nghiệp. Chuyển sang những tin tức khác, với việc chủ trọng nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đầu tư cơ sở vật chất, những năm trở lại đây, Bệnh viện Trung ương Huế đã thu hút nhiều bệnh nhân nước ngoài đến khám và điều trị bệnh.
Bệnh viện tiếp nhận nhiều bệnh nhân nước ngoài như Lào, Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc. Bệnh viện Trung ương Huế đã không ngừng đầu tư cơ sở vật chất, y tế, khám chữa bệnh cũng như triển khai thành công nhiều kỹ thuật mới. Theo báo cáo của Bệnh viện Trung ương Huế, năm 2017 có 1.000 bệnh nhân nước ngoài, năm 2018 là 1.500 và trong năm 2019 là gần 1.000 bệnh nhân. Tại trung tâm điều trị theo yêu cầu và quốc tế Bệnh viện Trung ương Huế, khám ngoại trú năm 2018 là 1.587 lượt bệnh nhân, tăng 219% so với năm 2016 và nội trú là 215 bệnh nhân, bằng 228% so với năm 2016. Nhiều hoạt động ngoại khóa phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ em đang được các đơn vị giáo dục quan tâm. Trường Tiểu học Quang Trung thành phố Huế phối hợp với Trung tâm Giáo dục Kỹ năng sống Hoàng Năng tổ chức hoạt động ngoại khóa phòng chống tai nạn thương tích đuối nước cho các em học sinh. Đến với buổi ngoại khóa, các em học sinh được giáo dục khả năng nhận biết cũng như tâm lý tỉnh táo trước một số tai nạn phổ biến thường xảy ra ở trẻ em như đuối nước, chảy máu, điện giật, gãy chân. Đồng thời được học những kỹ năng thoát hiểm cơ bản khi xảy ra tai nạn đuối nước, chảy nổ, kỹ năng xử trí cấp cứu tai nạn đuối nước và giảm thiểu tối đa thiệt hại khi gặp các trường hợp bị đuối nước, hỏa hoạn. Bên cạnh những phần học đạp kiến thức bổ ích, các em còn được tự mình thực hiện các thao tác sơ cứu cho bạn bè, giúp các em ghi nhớ những kỹ năng tự bảo vệ mình trong các hoạt động vui chơi của năm 2020. Theo đánh giá của ban tổ chức, đây là hoạt động góp phần tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của học sinh và phụ huynh về phòng chống tai nạn, thương tích và đuối nước cho học sinh, trẻ em. Thông qua đó, vận động các bậc phụ huynh thường xuyên quan tâm, giám sát con em mình, đặc biệt là trong thời gian nghỉ hè. Thưa quý vị, thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới trong năm 2019, Thừa Thiên Huế có thêm nhiều địa phương cán đích nông thôn mới. Thực tế triển khai chương trình cho thấy, cùng với sự nỗ lực của chính quyền địa phương thì người dân vẫn là chủ thể trong thực hiện và thụ hưởng thành quả từ chương trình, tạo sự đồng thuận, huy động sức dân nhưng không gượng ép. Trên tinh thần tự nguyện đóng góp để thực hiện có hiệu quả các tiêu chí nông thôn mới. Cách làm tuy không mới nhưng không phải ở đâu cũng dễ thực hiện được. Phóng sự ghi nhận tại xã Phong Hòa, huyện Phong Điền, địa phương vừa được Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Hưởng ứng chương trình xây dựng nông thôn mới tại địa phương, ông Nguyễn Văn Mười ở thôn Trạch Phổ, xã Phong Hòa đã không ngần ngại hiến hơn 100 mét vuông đất và tài sản trên đất, đập bỏ hàng rào kiên cố với tổng giá trị hơn 50 triệu đồng để mở rộng đường xây dựng nông thôn mới phục vụ đời sống dân sinh. Thấu hiểu được là cái vấn đề xây dựng nông thôn mới hiện nay là một vấn đề hết sức quan trọng đối với nông nghiệp nông thôn. Thì bản thân gia đình chúng tôi đã vận động cùng với gia đình và vợ con và chấp hành cái chủ trương đó. Mặc dù rất là khó khăn bước ban đầu, nhưng với sự vận động của cả hệ thống chính trị thì đến hôm nay gia đình chúng tôi đã cống hiến được một số cái vật chất đáng kể cả đất khoảng trên dưới 100 mét vuông và tường rào. Và hệ thống tường rào gần 31 mét. Phong trào hiến đất, hiến tài sản trên đất đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của bà con. Người dân đã không ngần ngại để thực hiện chủ trương lớn của chính quyền các cấp, tạo cho bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc. Cơ sở hạ tầng được đầu tư sẽ thuận lợi hơn trong sản xuất, lưu thông, phục vụ tốt cho đời sống tinh thần. Chính từ nhận thức thông suốt đó, người dân Trạch Phổ đều hăng hái tham gia xây dựng nông thôn mới. Người có công góp công, người có của góp của. Ban vận động của thôn xác định rõ nhiệm vụ, phần việc nào của hộ gia đình làm, phần việc nào của ban vận động phát triển của thôn làm và phần việc nào của các cấp chính quyền làm. Thì trên cơ sở đó thì chúng tôi đã xác định được hộ dân đã làm những việc gì. Thì trong thời gian qua thì thực hiện chính sách đó thì chúng tôi đã tuyên truyền vận động ba con nhân dân ở đấy hiến đất, hiến tài sản lên đất. Với lợi thế sẵn có là nghề truyền thống, là gốm Phước Tích và mộc mỹ nghề Mỹ Xuyên đã góp phần giải quyết việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân. Riêng là nghề mộc mỹ nghề Mỹ Xuyên đã có 28 cơ sở sản xuất, đã giải quyết việc làm cho khoảng 200 lao động trực tiếp. Thu nhập bình quân của người lao động từ 7 đến 11 triệu đồng, góp phần nâng cao tiêu chí thu nhập trong xây dựng nông thôn mới và phát huy giá trị truyền thống các làng nghề. Làng nghề Mỹ Xuyên thì khi mà hình thành đến giờ thì tạo được cái công ăn việc làm chung cho toàn bộ quê hương của Mỹ Xuyên. Thì qua quá trình là xây dựng nông thôn mới thì bên cái ngành nghề điêu khắc mộc mỹ nghề của Mỹ Xuyên cùng chung tay góp sức để mà đồng lòng về quê hương để xây dựng nông thôn mới càng ngày càng giàu đẹp. Sau 8 năm triển khai xây dựng nông thôn mới, Phong Hòa đã hoàn thành các mục tiêu đề ra như thu nhập bình quân đầu người đạt 38 triệu đồng một năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4,9%, tỷ lệ bê tông hóa, cứng hóa các trục đường đạt từ 80 đến 100%.
nhiều mô hình phát triển kinh tế được triển khai và phát huy hiệu quả như mô hình trang trại nông lâm thủy sản kết hợp, chất lượng giáo dục đào tạo ngày một nâng lên, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư được đông đảo nhân dân đồng tình hưởng ứng, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định và giữ vững. Với những thành quả đó, xã Phong Hòa đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Ủy ban Nhân dân xã đã chủ động xây dựng kế hoạch để thực hiện chương trình nông thôn mới, và trong quá trình xây dựng kế hoạch thì ra soát đánh giá từng tiêu chí một. Trong quá trình thực hiện các tiêu chí thì được sự đồng lòng chung sức của toàn thể bà con nông dân trong quá trình xây dựng nông thôn mới. Và kết quả được đến giai đoạn này thì xã đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận là xã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2018. Có thể nói công cuộc xây dựng nông thôn mới đã mang đến luồng sinh khí mới cho Phong Hòa, mang đến niềm vui cho người dân khi chất lượng cuộc sống được nâng lên. Bên cạnh sự quan tâm đầu tư của nhà nước thì sự đồng thuận đóng góp của nhân dân đã đóng góp vai trò quan trọng trong xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Chương trình sẽ được tiếp tục với những thông tin khác. Tại Ủy ban Nhân dân xã Phú Thuận, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Phú Vang tổ chức lễ trao tặng tủ sách pháp luật cho 48 chủ tàu cá khai thác xa bờ. Qua 3 tháng triển khai thực hiện, đến nay đồn biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An đã trang cấp được 124 tủ trên 124 tàu trên 6 đầu sách cho các chủ tàu đánh bắt xa bờ trên địa bàn huyện Phú Vang, trong đó xã Phú Thuận được trao tặng 48 tủ. Đây là mô hình nhằm thực hiện đề án tăng cường tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân khu vực biên giới hải đảo giai đoạn 2017-2021. Những năm gần đây trên vùng biển của cả nước nói chung, vùng biển tỉnh Thừa Thiên Huế, huyện Phú Vang nói riêng thường xảy ra các hoạt động tàu thuyền của các tỉnh lân cận để đánh bắt thủy hải sản trái phép, hủy hoại môi trường, tranh chấp ngư trường, khai thác tài nguyên xảy ra dưới nhiều hình thức. Tình hình ngư dân trên địa bàn thường xuyên bám biển nên rất hạn chế về các thông tin đại chúng cũng như hiểu biết về pháp luật. Thông qua việc trao tặng tủ sách pháp luật cho các chủ phương tiện tàu thuyền nhằm nâng cao nhận thức hiểu biết pháp luật, góp phần tích cực trong thực hiện phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới. Thưa quý vị, những ngày đầu năm mới 2020, nhiều bà con ngư dân vùng biển xã Phong Hải và các xã bãi ngang trên địa bàn huyện Phong Điền ra khơi liên tục, đánh bắt được nhiều cá khoai và bán được giá cao, mang lại nguồn thu nhập khá. Niềm vui đầu năm mới kỳ vọng sẽ mang lại một năm đánh bắt hải sản thuận buồm xuôi gió đối với ngư dân. Phản ánh của phóng viên Đài Truyền thanh Truyền hình huyện Phong Điền. Những ngày đầu năm, niềm vui liên tục đến với gia đình ông Hồ Tấn, thôn Hải Thành, cùng với nhiều ngư dân đi biển trên địa bàn xã Phong Hải khi được mua cá khoai. Hàng ngày khoảng 4 giờ sáng, thuyền của ông Tấn và các ngư dân ở đây liên tục ra khơi đánh bắt vụ cá khoai. Mặc dù công việc vất vả, nhưng mỗi chuyến đi biển, gia đình ông Tấn cũng đánh bắt được từ 30 đến 50 kg, có khi hơn cả tấn cá khoai, chưa kể các loài cá khác. Trong thời gian này là vụ mùa cá khoai rất là đạt. Không phải riêng tiền tôi, nhưng tất cả mọi người ai có thu nhập một thuyền có thể là khả năng thu đến từ 5 đến 7 triệu. Đó là trong kỳ là trong ngày. Nhưng mà thời gian này kéo dài cũng đến là có trên một tuần rồi. Gia đình nào cũng phấn khởi, cả bà con ai phấn khởi, không phải riêng tôi. Hôm nay con cá khoai được mua là đi một chuyến là 1 kg, như đi là con cá khoai là 1 kg là được là 780 ngàn. Mà đi một chuyến là được một thuyền, như đi là được một cái máy ra là có chiếc 4-5 triệu, mà ít kia là một chiếc 2 triệu. Đánh bắt cá khoai là vụ mùa được ngư dân nơi đây mong đợi nhất trong năm, bởi số lượng đánh bắt được sẽ góp phần mang lại thu nhập cho các ngư dân có thêm điều kiện để sắm sửa thêm phương tiện đánh bắt trong vụ mùa tiếp theo và nhu cầu mua sắm Tết. Theo những bà con ngư dân đây cho biết, vụ cá khoai thường xuất hiện vào khoảng tháng 11 âm lịch đến cuối tháng 12 âm lịch. Nhờ ngư trường khai thác chỉ cách đất liền khoảng 3 hải lý, nên khi gặp luồng cá, ngư dân ra vào đánh bắt từ 2 đến 3 chuyến. Những ngày đầu, vụ cá khoai có giá rất cao, từ 120.000 đến 150.000 một kg. Hiện nay do sản lượng đánh bắt ngày càng nhiều nên giá cả vẫn ổn định và thấp hơn những ngày đầu. Hiện cá khoai được thương lái thu mua từ 70.000 đến 100.000 đồng một kg. Thời tiết rất là thuận lợi cho bà con ngư dân. Và trong tháng 11 thì phải nói là cái lĩnh vực khai thác biển là xuất hiện được mùa cá khoai. Và trong cá khoai thì phải nói rằng năm nay là được Ủy ban xã là triển khai rất là đồng bộ các cái giải pháp. Bà con ngư dân là bám biển là mang lại hiệu quả rất là khả quan, tạo điều kiện cho bà con là bám biển
thường xuyên để mà tăng thêm thu nhập và giải quyết cái ổn định cái phần lao động biển tại địa phương. Khác hẳn với các năm trước, thời gian gần đây, sản lượng cá khoai do ngư dân xã Phong Hải đánh bắt được và bán với giá cao hơn so với mọi năm, mang lại nguồn thu nhập ổn định từ 2 đến gần 5 triệu đồng mỗi ngày, qua đó giúp bà con ngư dân có cuộc sống ngày càng khá giả hơn. Chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế đến đây xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.